Chào các bạn. Theo các bạn thì bài toán này bạn thường học sinh thường giải sai ở đâu? Đồ thị hàm số y bằng căn của x cộng 9 trừ 3 trên x bình phương cộng x có bao nhiêu tiềm cận đường tiềm cận? Ở đây ta sẽ ra đường tiềm cận tiềm cận là ta sẽ ra tiềm cận ngang và tiềm cận đường các bạn nhé. Tiềm cận rồi tiềm cận đứng và tiềm cận đứng nhé và tiềm cận đứng chúng ta sẽ thay loại tiềm cận này. Ở đây là số đường tiềm cận ngang và đường tiềm cận đứng là bao nhiêu. Thì đối với toán này thì các bạn thường giải sai chỗ nào? Lời giải sai bạn thường giải sai chỗ nào? Ở đây yêu cầu là tìm số đường tiềm cận đứng và tiềm cận ngang của đồ thị hàm số này. Với đây bài toán này thì các bạn thường giải sai gặp những khó khăn chỗ nào? Các bạn hãy nếu nhận xét được cái phần phía dưới video các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật các cái bài toán tiếp theo.